giải chạy bikini đầu tiên tại Việt Nam, Bikini Run Phan Thiết 2024 đã diễn ra vô cùng thành công và ấn tượng. Được tổ chức bởi Coffee Rary Event và đồng tổ chức bởi City Gym, Bikini Run Phan Thiết 2024 đã lập kỷ lục Việt Nam là giải chạy bikini có số vận động viên tham gia đông nhất. Ban xác lập kỷ lục Việt Nam quyết định chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung Bikini Run Phan Thiết 2024, giải chạy có số lượng người tham gia đường chạy 3 km trên bãi biển đông nhất tại Việt Nam. Với 2.000 chân chạy dọc bờ biển Phan Thiết xinh đẹp tại thành phố thể thao Nova World Phan Thiết, quy tụ loạt anh trai 6 múi và da người đẹp cực kỳ nóng bỏng, thả dáng trong trang phục bikini năng động với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Thử thách suốt đường chạy vô cùng thú vị như leo lưới đã tạo nên những trải nghiệm vận động vô cùng đáng nhớ và đẩy năng lượng của tất cả mọi người lên mức thăng hoa nhất. Cùng đón chờ rất nhiều hoạt động bùng nổ và hấp dẫn tiếp theo tại Nova World Phan Thiết.